Tối ngày 31 tháng 8, huyện Bảo Yên tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội đền Bảo Hà năm 2023. Dự chương trình có đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 3 phần: màn khai từ về miền di sản, hội nhập và phát triển, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng cùng đông đảo diễn viên không chuyên trong câu lạc bộ văn nghệ dân gian đền Bảo Hà. Các nghệ sĩ, diễn viên đã đem đến những màn trình diễn chuyên nghiệp, hấp dẫn và đầy ấn tượng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ngợi ca vẻ đẹp đất và người vùng cao Tây Bắc nói chung và vùng đất Bảo Hà, Bảo Yên nói riêng, đồng thời thể hiện sự kỳ vọng, tin tưởng Bảo Yên sẽ tiếp tục vươn mình, phấn đấu ngày càng phát triển mạnh mẽ.